Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng, cuộc phản công sắp tới sẽ là cơ hội lớn cuối cùng của Ukraine nhằm quyết định cục diện cuộc xung đột đã kéo dài hơn một năm với Nga. Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nhấn mạnh quan điểm rằng sẽ không có bên nào chiến thắng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, theo ông, những tuần tới sẽ là thời điểm mang tính quyết định đối với Ukraine. Những tuần thách thức đang ở phía trước. Tôi nghĩ đây là cơ hội lớn cuối cùng của Ukraine để giành một số thắng lợi về mặt quân sự. Nếu viên đạn này được bắn ra, chúng ta sẽ thấy sự cân bằng quyền lực thực sự giữa các lực lượng đối lập. Trong một tình huống rõ ràng hơn như vậy sẽ có nhiều cơ hội hơn cho các bước đi ngoại giao, ông Orbán nói. Ông cho rằng Nga, một quốc gia hạt nhân, sẽ không bao giờ chấp nhận một thất bại về quân sự. Về quan điểm của Hungary, ông Orbán khẳng định, Hungary sẽ không để bị kéo vào cuộc chiến ở Ukraine. Chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc chiến này. Đó không phải cuộc chiến của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để đảm bảo các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn và hòa đàm sớm nhất có thể. Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn một năm song chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Kiev được cho là đang lên dây cót cho chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Hồi tháng 3, Tổng thống Séc Petr Pavel cảnh báo, quân đội Ukraine chỉ có một cơ hội phản công trong năm nay. Cánh cửa cơ hội cuối cùng đang mở ra trong năm nay. Sau mùa đông tới, sẽ vô cùng khó khăn để duy trì mức viện trợ như hiện tại. Ukraine chỉ có một cơ hội để khởi động phản công quy mô lớn. Nếu thất bại, họ khó có thể nhận được đợt viện trợ tiếp theo, ông lập luận. Tổng thống Séc cho rằng, lực lượng Ukraine là yếu tố quyết định thành bại của cuộc phản công. Nếu Ukraine thất bại, xung đột giữa nước này với Nga có thể trở thành cuộc chiến tiêu hao lâu dài. Giới phân tích quân sự cũng nhận định, Ukraine đang đối mặt sức ép phản công rất lớn bởi đây sẽ là bước ngoặt quyết định liệu phương Tây có tiếp tục viện trợ cho Kiev hay không. Họ dự đoán, chiến dịch phản công của Ukraine sẽ khởi động trong tháng 5 này và có thể tập trung vào mặt trận miền Nam với mục tiêu cắt đứt hành lang trên bộ từ Nga đến bán đảo Crimea. Để đối phó với kịch bản này, những tuần qua, Nga không ngừng tăng cường phòng thủ ở các vùng lãnh thổ đã kiểm soát ở miền Nam Ukraine, đặc biệt là tỉnh Zaporizhia. Yevgeny Balitsky, người đứng đầu chính quyền Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, hôm 5 tháng 5 thông báo đã sơ tán dân ở 18 khu định cư. Andriy Kozenko, một quan chức khác ở đây, cho hay tổng cộng khoảng 70.000 người sẽ được sơ tán, ưu tiên trẻ em, gia đình có trẻ em. Đến nay, quá trình di dân đã bắt đầu. Theo dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.